Mới đây thì blogger đã đăng tải bài viết về top 4 tứ đại điềm muội, mỹ nhân ngọt ngào của showbiz bao gồm Sương Tử, Ngô Tư Hân, Điền Hy Vi và Triệu Lộ Tư. Danh sách này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo fan hâm mộ. Theo nhiều người, điều lấn cấn nhất trong danh sách này có lẽ là sự xuất hiện của Sương Tử. Có lẽ không có gì phải bàn cãi hình ảnh mỹ nhân ngọt ngào của Ngô Tư Hân. Từ khi bước chân vào showbiz, Ngô Tư Hân đã định hướng và xây dựng thành công hình ảnh cô nàng ngọt ngào và có phần hơi chút bánh bèo. Ngô Tư Hân sinh năm 1995, xuất thân từ diễn viên và sau đó tham gia show Sống Còn, debut với vai trò ca sĩ nhóm nhạc thần tượng The Night. Từ khi mới ra mắt, Ngô Tư Hân đã đi theo hình tượng nàng tiểu thư xinh đẹp và ngọt ngào. Được biết, Ngô Tư Hân sinh ra ở Thượng Hải, gia đình chuyên về kinh doanh bất động sản. Bản thân Ngô Tư Hân cũng là cổ đông và là chủ của một số công ty lớn nhỏ. Chính vì thế, netizen thường gọi Ngô Tư Hân là công chúa hàng thật giá thật. Có lần Ngô Tư Hân từng mang theo 300 bộ trang phục khi vào đoàn làm phim, khiến mọi người vô cùng ngỡ ngàng vì sự chịu chi của người đẹp. Ở thời điểm hiện tại, Ngô Tư Hân đã gây tiếng vang với bộ phim Thương Lan Quyết đóng cùng Vương Hạc Đệ. Sau thành công của Thương Lan Quyết, Ngô Tư Hân nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả. Từ một diễn viên ít tiếng tăm, tên tuổi của cô bắt đầu phủ sóng mạnh mẽ. Cũng như Ngô Tư Hân, Triệu Lộ Tư được biết đến hình ảnh cô gái ngọt ngào xinh đẹp. Xuất phát từ hot girl mạng, Triệu Lộ Tư từng được biết đến với hình ảnh mỹ nữ ngọt ngào, khuôn mặt tròn đáng yêu. Không chỉ xinh đẹp, Triệu Lộ Tư còn sở hữu body vô cùng hoàn hảo khiến mọi người ghen tị. Triệu Lộ Tư là một trong những sao nữ tích cực khoe các bức hình không trang điểm hoặc trang điểm nhẹ nhàng nhất. Mặc dù có không ít lùm xùm đời tư nhưng Triệu Lộ Tư vẫn có một lượng fan trung thành vô cùng mạnh mẽ. Đến hiện tại, độ nổi tiếng của Triệu Lộ Tư vẫn được xếp vào hàng tiểu hoa đán thế hệ mới của showbiz. Điền Hy Vi bước chân vào showbiz với hình ảnh dễ thương. Theo truyền thông xứ Trung đánh giá, Điền Hy Vi có ngoại hình trong sáng, dễ mến, khả năng diễn xuất được đánh giá là có tiềm năng. Cô từng được yêu thích với bộ phim truyền hình đề tài thanh xuân học đường có tên Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế. Năm 2022, Điền Hy Vi gây ấn tượng với bộ phim Khanh Khanh Nhật Thường, bộ phim được đánh giá là hắc mã của năm. Mặc dù vậy, danh tiếng của Điền Hy Vi cũng nhiều lần gây tranh cãi. Người đẹp từng được đánh giá là cô nàng thích cọ nhiệt, nhắc tên cùng nhiều mỹ nhân khác trong showbiz. Theo nhiều người, Điền Hy Vi đang học theo Triệu Lộ Tư để đi theo chiêu trò hắc hồng, cố tình gây chuyện để có thể nổi tiếng. Tuy nhiên, cách thức này của Điền Hy Vi không nhận được đánh giá cao từ người hâm mộ. Nhân vật gây tranh cãi nhất trong top 4 chính là Sương Tử. Theo nhiều người xét về diễn xuất cũng như sự nổi tiếng thì có lẽ Sương Tử chẳng thua kém ai trong danh sách các người đẹp được liệt kê. Tuy nhiên, hình tượng của Sương Tử không mang theo phong cách ngọt ngào thường thấy. Cũng theo nhiều người, việc xếp Sương Tử trong danh sách này là không hợp lý. Vậy còn ý kiến của bạn như thế nào? Đừng quên để lại bình luận ở phần dưới comment nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên để lại những ý kiến của mình ở dưới phần comment nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!